trong ngành y nhiều người biết đến với cái tên trìu mến Trần Ngọc Lương. Thầy nổi danh trên khắp bốn phương về tài đức đôi đường trọn vẹn. Người xưa đã có câu lương y như tử mẫu, thật là không sai. Về tới Xuân Ý Trường miền quê ấy, thân ý thương ý nơi đã sinh ra ý. Người con thành đạt tiếng ý, danh ý, đức ý, tài ý. Thầy được sinh ra ý, trong ý một gia đình ý, truyền ý thống học hành ý. Thầy đỗ ý đại ý, học ý lên phó giáo sư, học vị tiến sĩ, tu học nhiều năm bên nước ý, ngoài nâng cao các nhân ý tài. Thầy về bệnh viện có công, đã thành lập mì ngoại khoa nghi. Thầy là người mở ra kỹ thuật phẫu thuật nội soi tuyến giáp đầu tiên, đào tạo cho các bác sĩ mọi miền thương hiệu Dr. Lương mang tầm thế giới. Ghi nhận công lao ý, sáng ý tạo của thầy, tâm ý huyết đêm ngày. Thầy được nhà nước ý tặng phong, thầy thuốc nhân dân anh hùng áo trắng, nhân tài Việt Nam đã phong tặng huân chương lao động. Bằng khen phần thưởng khắp nơi đã ghi nhận đi thầy lương nghi. Con đường thân quen đi luôn ý trải trên đi đông ý, xốn sang trong lòng ý. Nhớ về ký ức năm xưa, cha cùng thầy đi gặp gành cao thấp mỹ ngọn đèn y khuya, theo thầy qua nắng mưa vơi đầy. Đường quê nay rộng thành ý thang, đón thầy về nghỉ, về thăm mi. Thầy người xa quê nghỉ, luôn hướng nghỉ về quê nhà nghỉ, tình nghỉ nghĩa đậm đà. Thầy làm việc nghỉ thiện cho quê hương, giúp đỡ nhiều nơi, tinh thần vật chất đã dành cho quê hương mình biết bao ân tình. Ngày nay cho đến mai sau, luôn nhớ về thầy Trần Ngọc Lương.